Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đi tập ở chi nhánh THOL Game quận 7. Đây là chi nhánh mới và lớn nhất của hệ thống THOL Game Center nè. Chị em mình đi tập á, lúc nào cũng thích được sự riêng tư, với lại rất là sợ người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình á. Nhưng mà ở THOL thì lại khác hẳn luôn nha. THOL là dạng game phân tầng, có luôn những không gian tập luyện dành cho nữ nè. Nhờ vậy mà mình hoàn toàn thoải mái tập luyện ở đây luôn. Hôm nào mà muốn làm quen thêm nhiều bạn mới á, mình chọn tập ở các khu tập luyện chung. Vừa tập luyện vừa trò chuyện với mọi người tuy mệt nhưng mà cực kỳ vui luôn. Với những người mới biết tập như mình á, thì những bài tập với tạ là siêu khó luôn. Mình rất là sợ việc tập sai động tác có thể gây chấn thương và ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Thế nhưng ở THOL thì mình hoàn toàn yên tâm về điều đó nha. Ở đây thì có vô số máy tập xịn sò nè. Khung máy thì chắc chắn cùng với chuyển động rất là mượt mà luôn, giúp mình thực hiện động tác dễ dàng và chính xác hơn. Với những cái máy nào mà mình chưa quen động tác á, thì sẽ có các anh PT ở đây hỗ trợ mình hết mình luôn. Đây là khu vực tập functional. Hôm nào mà lỡ uống nhiều trà sữa và bánh ngọt quá thì mình sẽ lên đây tập nè. Tập cái này xả stress cực kỳ luôn á các bạn. Nếu mà có bực ai á, mình lên đây quýnh một hồi cho đã cũng được nè. Tối tập xong á, mình có thể lên đây hóng gió nữa. Ở đây chill lắm luôn. Đằng xa xa kia là công viên Hương Tràm thơ mộng nè. Trên này cũng có khu tập luyện ngoài trời luôn á. Lúc nào mà chán muốn đổi gió thì các bạn cứ lên đây tập thử nha. Hẹn gặp các bạn ở THOL Game quận 7 nha.